chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với các nhà khoa học toán học liên quan đến sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, nhằm có thể có những cơ chế khuyến khích các nhà khoa học toán học của Việt Nam. Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập năm 2010 và ra mắt quốc tế năm 2012 với vai trò, nhiệm vụ thúc đẩy môi trường học thuật toán học Việt Nam, hỗ trợ đào tạo nhân tài, liên kết quốc tế trong toán học. Viện là tổ chức khoa học công lập đặc thù, với mô hình tổ chức tách riêng, hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện đề xuất sửa đổi, bổ sung về quy chế và tổ chức Viện nhằm bảo đảm Viện hoạt động ổn định, khuyến khích và thu hút các nhà khoa học, nhân tài. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình với đề xuất cần có cơ chế đặc thù trong quản lý và tổ chức hoạt động của Viện. Tuy nhiên, một số cơ chế đặc thù trong tổ chức bộ máy mà Viện đề nghị hiện chưa có trong các văn bản pháp luật hiện hành. Đề nghị các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ tham khảo thêm các mô hình quốc tế, từ đó nghiên cứu xây dựng văn bản bám sát quy định pháp luật hiện hành để trình lên cơ quan phê duyệt theo thẩm quyền về quy chế tổ chức của Viện. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, toán học là ngành khoa học nền tảng để nhiều ngành khoa học ứng dụng. Vì vậy, việc bảo đảm ưu tiên để phát triển toán học là điều hết sức cần thiết. Trong giai đoạn tới, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán cần xác định vai trò dẫn dắt, gắn kết với các nhà khoa học toán để phát huy, phát triển thêm ngành toán học, đặc biệt là toán học ứng dụng. Đồng thời, cần chú trọng đào tạo toán học từ giáo dục phổ thông.